Hôm nay có các bạn ở báo VN Express qua thăm vợ chồng nhà Michi. Chàng. Anh quên quay cảnh dọn nhà rồi. Mới dặn là em giữ cái chỗ đó nó gọn. Khoan gì? Nhưng cô lại chi để giờ tác chiến nè. Tác chiến tiếp nè. Chuyển không? Tại anh sợ đeo khẩu trang cái nó trôi hết đi. Đây ạ. Đó, mày đón đi. Vậy thôi em cứ lên trước đi. Vậy em lên nhà chị rồi. Em đem máy nè, rồi chân máy nữa. Này đem phụ trợ. Máy chân máy còn cái gì sau lưng là cái đánh cầu lông nữa. Dạ không, là một cái chân nữa, với lại cái máy nữa. Cho bớt hoài đi. Ok, mời bạn trong nha. An đã bị đột kích. An đã đột kích rồi nha. An lóc chứ hôm nay có phóng viên báo VN Express à. Hắc xì lò. Trời ơi, tức quá vậy, giờ tôi phải quay lại mới được. Trời ơi, tức quá đi. Đây là của bạn An đó mọi người. Thôi đi. Trong đó, Bảo đang một mình cô đơn. Đất Bảo đang chiêu rồi. Trời ơi, hai vợ chồng chơi mà giờ đến lượt mọi người hỏi thì chưa có mình thôi. Em mừng quá anh, là anh mừng rồi. Nhỏ con cắm điện thôi. Anh làm vậy hỏi sao tao không có mình diễn. Hôm qua chia tay anh ta, anh không nêu cao, em không khóc mà. Hôm qua sâu hết nước mắt tổn thương vào trong. Hôm qua đã lỡ nói rồi, hôm qua tình trạng thế nên đôi môi nói lời em với mình. Ồ, ồ, khi cô mấy rồi anh ơi, anh sẽ không được lúc này. Cứ thế xa nhau, anh không nhận. Vậy như mọi ngày đi, là mẹ ra luôn đi, mẹ on set. Mình đã nói chia tay người ta mất rồi, người đồng ý ngay khi em cất lời, vậy là anh đã hết yêu em lộ lòng rồi. Vậy là chẳng hết giờ đúng không? Vậy là tất cả đều xuống sông. Đồng cơ hôm đó là Bảo ơi, quay đẹp hơn chị nha Bảo. Đây là một cuộc thách thức chứ. Đây là hâm mì lại mọi người ơi. Vậy là chẳng hết giờ đúng không? Vậy là tất cả đều xuống sông. Ngập cầu hôm đó là rất mưa. Vậy là anh vẫn ở quê. Vậy là chẳng hết giờ đúng không? Vậy là tất cả đều xuống sông. Ngập cầu hôm đó là rất mưa. Vậy anh vẫn ở quê. Chỉ để anh đến những yêu anh chỉ có mơ vẫn đây. Đây mình sẽ là thôi. Đôi đường cho vui mà em không biết qua. Chỉ cần suy nghĩ. I feel it so crazy. Cause I still miss you baby. Mọi người, tới đây nha. Sau khi phóng viên và anh cameraman của chúng tôi ăn xong, tự nhiên tôi thấy hai vợ chồng đây vẫn tiếp tục làm hình, hai người biến ra đằng sau mất rồi. Xong rồi nghe tải nhẹ một câu xong rồi trôi dạt đi đâu mất.